Này đi đi đường ai quăng cái thuốc là nó phật banh xác luôn. Cái đó. Ở dưới nó ở dưới ướt nhẹp ở dưới luôn. Xăng nó lên phun nhìn ghê không? Ở dưới ướt nhẹp dưới luôn. Chết được. Hello anh em, đây em cũng xăng mà đã tháo cái anh em của Kia Morning đời 2018. Đó nó bị hô xăng nha. Ở dưới nó chảy xăng nhiều, hô xăng. Nó bị xì như vậy nè. Đó, liền hết luôn. Này một bào chích keo loại 2 thì thay cụm mới, này chích keo đâu bền đâu, này nó nén 4 kg rưỡi. Xì đây nè. Đó, này bắt buộc phải thay nguyên cụm mới luôn nha. Không có hàng làm được. Làm lại là sẽ không bền. Ừ. Nó hàng nó không bền được đâu, chích keo lại được cái bữa. Này cụm xăng mới nè. Đây, đây là nguyên cụm mới nha. Thay. Cái này nó bị xì ống xăng đây nè. Là mình đây mình phải thay chứ không có làm được. Mà thay cụm mới nha. Rồi, cái hành bắt vô thôi. Mình bỏ vô. Giờ mình anh đè thử nha. Lên phải không? Dạ, không nó đè được. Thêm nữa hả? Một thao xăng á. Bắt nhanh nè. Bắt mình ngỡ thử coi nó còn xì kia không nha. Đó, này Kia Morning đời 2018 nha. Đây cái đồ cảo của mình. Cảo của mình. Mình lăn nổ nè. Thay nguyên cụm bơm xăng mới luôn nha anh em. Cũ này đi xì ở đây rồi.